Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, quận đoàn và Ban chỉ huy quân sự quận 6 tổ chức ngày hội Xuân yêu thương Tết ấm áp với nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa, mang lại không khí sôi nổi trong những ngày cận Tết. Ngày hội diễn ra gồm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc ý nghĩa như hội thi nấu thịt kho tàu, gói và nấu bánh chưng, bánh tét, trang trí bàn thờ tổ quốc. Đây cũng là nơi phụ nữ và nhân dân quận 6 chia sẻ những khoảnh khắc tươi đẹp cùng ôn truyền thống và tôn vinh các giá trị gia đình Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giáo dục văn hóa truyền thống dân tộc, nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ, chiến sĩ dân quân tự vệ về ngày Tết cổ truyền. Các cuộc thi thu hút sự tham gia của 42 đội thi là các cán bộ hội viên phụ nữ 19 cơ sở hội, đoàn viên thanh niên và cán bộ dân quân của ban chỉ huy quân sự quận và 14 phường các đơn vị đã có sự đầu tư chú đáo và chất lượng các khẩu gói bánh trưng bánh tét thịt kho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trang trí bàn thờ tổ quốc trang nghiêm với nét văn hóa đặc trưng của địa phương đặc biệt hơn với những chiếc bánh trưng bánh tét những nồi thịt kho đông đầy tình cảm sau cuộc thi sẽ được trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các chiến sĩ dân quân trực chiến dịp tết nguyên đáng để cùng nhau đón cái tết ấm áp trọn vẹn